Các trò chơi dân gian mà cộng đồng dân cư tổ chức trong buổi sáng ngày hôm nay, trân trọng kính mời. Rồi, và sau khi ngày hồi đại đoàn kết toàn dân tộc, khu dân cư của bản Đồng Tâm, xã Thạch Ngàn đã kết thúc thì bà con nhân dân sẽ trở ra di chuyển vào cái khu vui chơi, đó là thưởng thức một số trò chơi dân tộc ở khu vực nơi này. Long sẽ di chuyển ra để quay và ghi lại một số hình ảnh. Có thể nói là không khí rất là vui các bạn ạ. Mình trở về đấy cũng thấy là vui rồi, nhưng mà bây giờ nghe cái không khí như thế này nữa thì rất là tuyệt vời và vui ơi là vui. Bây giờ mình sẽ di chuyển vào ở đây, đó là điểm khắc luống nha các bạn. Khắc luống là một trong những điểm nét đẹp của đồng bào dân tộc Thái ở khu vực nơi này. Bây giờ Long sẽ di chuyển ở ra phía lối bên này. Đó là những trò gì các bạn có biết không? Đầu tiên đó là trò đi chăng khéo. Đây gọi là một cụ cao tuổi là thể hiện một màn đi chăng khéo rất là đặc biệt, độc đáo, ấn tượng đó các bạn. Một việc chăng khéo rất cao, có thể nói là rất ấn tượng luôn. Đội bên này đã bị bắt trở về đội bên kia. Rồi bây giờ sẽ tiếp tục ở khu vực ở bên này, và đội bên này đang không dám tiếp cận. Mình thật kiếm mà có thể nói là rất nguy hiểm đó các bạn. Không kể bất kỳ một ai, các chị có thể vô hết. Anh Thảo như chụp được nhiều ảnh không? Gửi cho anh 7 kiểu không? Anh cho lối chi đó không em gửi chứ? Dạ luôn. Gửi cho anh đấy là để anh gửi về cho bên anh lên tin đấy. Dạ. Và sau khi được tổ chức ở đấy, Long sẽ di chuyển ở tháng lưỡi bên này, đó là khu vực làm gì các bạn có biết không? Mình sẽ chạy rất nhanh để trở ra đây xem cái đó là trò chơi. Gửi đi. Tham gia xem rất đông các bạn nha. Lượt tới là chúng ta là ai mà được nhìn ra nơi đó sẽ chiến thắng hôm nay. Và bắt được gì mới được đá. Đấy, người xem cực kỳ là đông. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3
Đội bên này chơi chơi một chiêu khác, đó là dành cho người mập nhất trở về đứng đầu. Chị bên này khẳng định với mình đó là có một cái chiêu rất độc, bởi vậy chị sẽ giành được đầu tiên. Hiện tại chỉ số là 2 đều, chưa bên nào phân thắng bại. Và đây là kết quả sau một cuộc thi. Cuộc thi gì đây? Đấy, các bạn đoán xem đây là cuộc thi gì? Hey!